Tôi được viện và bộ môn thì phân công là sẽ nói với các bạn một bài đại cương về kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản. Ở trong lớp mình thì đã có những ai ngồi xem một bài siêu âm tim qua thực quản rồi nhỉ? Ai các ai ngồi đã từng xem một bài siêu âm tim qua thực quản rồi thì có một người xem thôi chứ không phải là làm. Thế là cũng rất là ít, thế là tóm lại là mọi người cũng chưa bao giờ tiếp cận với cái kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản. Thực ra thì cái kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản thì nó cũng sẽ hiếm hơn, làm ít hơn là so với cái siêu âm tim qua thành ngực. Cái mục tiêu của bài hôm nay thì sẽ gồm có những phần như sau. Thứ nhất là chỉ định này. Chỉ định là cái rất là quan trọng để mình sẽ nắm được là trong những trường hợp nào thì mình sẽ chỉ định và nó những trường hợp nào sẽ là ưu thế của cái siêu âm tim qua thực quản so với siêu âm tim qua thành ngực. Cái thứ hai là các cái chống chỉ định. Cái này thì cũng rất là quan trọng. Các biến chứng thường gặp, quy trình cơ bản của kỹ thuật và các mặt cắt cơ bản trong nội dung một cái bài đại cương thì có lẽ là chỉ cần cái phần đấy thôi. Còn kỹ thuật tức là đi từng vào từng bài, từng bệnh thì nó sẽ có những cái khác hơn, nhưng mà vì trong cái phạm vi là một bài đại cương, trong cái thời lượng của một bài đại cương thì tôi sẽ chỉ trình bày những cái rất là cơ bản đấy thôi. Thế thì thứ nhất là cái kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản thì nó khác với thành ngực ở cái điểm gì? Thì như là các bạn cũng nhìn thấy ở đây là đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đầu dò thực quản, cái phần đen đen này chính là đầu dò thực quản này. Thì nếu như mà siêu âm qua thành ngực, siêu âm qua thành ngực thì chắc ở đây lớp mình đã rất nhiều người xem rồi đúng không, đã nhìn bản siêu âm rồi đúng không? Thế thì là nếu như mà đối với siêu âm qua thành ngực thì các bạn sẽ cái đầu dò nó sẽ áp từ phía bên này lại, đầu dò sẽ từ phía ngoài cắt vào quả tim thì siêu âm tim qua thực quản, cái đầu dò nó đi ở đằng sau thực quản, đi ra phía sau thực quản và nó sẽ áp sát thành sau của nhĩ trái. Đây là cái nhĩ trái này, động mạch phổi nhĩ trái xuống thất trái bên này, đây là thất phải đi ra động mạch, đây là thất trái này, đây là thất phải ở phía trên đi ra động mạch phổi hai nhánh đây và động mạch chủ vòng ở đằng sau, thì cái đầu dò thực quản của chúng ta sẽ đi ở đằng sau của cái nhĩ trái, mà nó áp sát vào thành của nhĩ trái. Chính vì vậy sẽ là những cái cấu trúc nào mà nó sát ở phía sau và gần thành nhĩ trái thì là nó sẽ hiện lên rất là rõ. Và đây là cái điểm mà phát trùng tia, nó sẽ có một cái gắn cái đầu dò ở điểm là phát trùng tia ra, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mặt cắt này thì trên cái diện nó cắt ngang qua cái buồng tim, thì những cái cấu trúc nào nằm trên cái mặt cắt này nó sẽ hiện lên tương ứng với cả cái hình ảnh trên thành ngực. Thì đây cũng là một cái hình để minh họa những nét đại cương của cái đầu dò siêu âm tim. Khi mà chúng ta để cái đầu dò đây, chúng ta sẽ có một cái hình cắt như thế này. Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình siêu âm, chúng ta sẽ thấy một cái hình rẻ quạt. Ví dụ siêu âm tim thường thì cái hình rẻ quạt nó như thế này. Thì các cái cấu trúc nào mà gần đầu dò thì nó sẽ ở phía trước, nó sát với cái điểm đúng đấy. Còn cái cấu trúc nào ở xa thì nó tương đứng với cái cạnh xa của cái quạt. Thì siêu âm tim qua thực quản nó sẽ ngược lại với siêu âm tim qua thành ngực. Siêu âm tim qua thành ngực thì sẽ ngược lại với cái bàn tay của người bệnh nhân này. Thế là chúng ta sẽ tiếp cận. Các bạn sẽ nhìn thấy là các cái hình ảnh là ví dụ như nếu chúng ta để cái đầu dò cùng một mặt cắt này bốn buồng thì đầu dò siêu âm tim qua thành ngực thì các bạn sẽ nhìn thấy là sát nhất sẽ là thất trái nhĩ trái, thất phải nhĩ phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta cùng mặt cắt này mà siêu âm tim qua thực quản thì cái phần chúng ta tiếp cận sát nhất với cái đỉnh chóp thì sẽ là cái phần nhĩ trái. Thế thì bây giờ tôi sẽ mời các bạn xem cái video này, nó sẽ minh họa cái quá trình khi mà đầu dò nó vào thì các cái mặt cắt tương ứng nó sẽ cắt như nào vậy. Và nếu mà chỉ cần nắm vững cái video này thôi thì là mình sẽ hiểu được là cái nguyên lý và các cái mặt cắt, các cái hình ảnh của siêu âm tim qua thực quản nó như thế nào. Đây, đầu dò màu đen đi vào nhá, các bạn nhìn thấy đấy, bắt đầu động mạch chủ lên đấy, đến bắt đầu từ khi phát trùng tia là những cái mặt cắt đầu tiên đấy. Và có một cái mặt cắt rất sâu mà thì nó sẽ trình bày là nó đi xuống, đi qua lỗ tâm vị của dạ dày rồi nhá. Đấy, dựng ngược lên thì tất cả những cái mặt cắt đây chính là cái quá trình mà người ta xoay, người ta có được những cái mặt cắt này xoay như này là chính là người ta xoay đúng cái đầu dò cùng với quá trình mà đẩy sâu cái đầu dò từ ngoài vào trong thành ngực, từ trong ngoài vào trong thực quản. Thì đến bắt đầu từ vị trí đầu tiên là mặt cắt thực quản cao này, sau đấy mặt cắt thực quản giữa, đây là mặt cắt, đây là ở vị trí mặt cắt thực quản giữa, tức là mặt cắt thông dụng nhất ở cái mặt cắt này. Xong chúng ta có thể quay theo cái hình quay đấy thì là mình sẽ nhìn thấy các cái cấu trúc khác nhau. Thế còn ở cái mặt cắt lúc mới đưa vào
khi đến ngang cái vùng động mạch chủ thì chúng ta cũng thể quay đầu dò, chúng ta có thể nhìn thấy cái động mạch chủ. Đây là mặt cắt cao này, đây là mặt cắt trung bình ở giữa, mặt cắt dưới, và cuối cùng đây là đi qua cái tâm vị dạ dày rồi. Các bạn nhìn thấy đây, nó đi qua cái tâm vị dạ dày thì nó có, chúng ta sẽ có những mặt cắt là mặt cắt sâu trong dạ dày, và tùy theo cái hướng mà quay cái đầu dò thì đấy, các bạn nhìn thấy hình dung là cứ mỗi lần cái mặt phẳng nó quay như nào thì các cái cấu trúc nó sẽ hiện lên trên hình ảnh như thế. Thế chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là cái phần các chỉ định chung của siêu âm tim qua thực quản. Cái chỉ định này thì tôi lấy trong cái guideline của hội siêu âm tim Mỹ năm 2013. Thì thứ nhất là về các cái chỉ định chung, thì là chúng ta sẽ đánh giá các cấu trúc và chức năng tim trong tình huống mà kết quả siêu âm tim thực quản sẽ ảnh hưởng đến thay đổi chỉ định trong những trường hợp mà siêu âm tim thành ngực không chỉ định được, hoặc siêu âm tim thành ngực khả năng cao sẽ không đánh, sẽ không chẩn đoán được. Thông thường đây là cái chỉ định mà được coi như là cái first choice, tức là cái lựa chọn đầu tiên, thì nó chỉ có trong trường hợp mà cái kết quả siêu âm tim thực quản sẽ ảnh hưởng đến thay đổi chẩn đoán. Trong những trường hợp mà siêu âm tim thành ngực không chẩn đoán được, hoặc là siêu âm thành ngực khả năng cao sẽ không chẩn đoán được. Còn thông thường thì chúng ta bao giờ cũng sẽ bắt đầu bằng một quả siêu âm tim có thành ngực, chứ ít khi mà sẽ bắt đầu bằng cái lần siêu âm tim có thực quản. Vậy thì những cái tình huống lâm sàng nào thì sẽ gồm có này, đánh giá hoạt động của bát nhân tạo, đấy là một cái rất là ưu việt. Bởi vì tại sao? Tại vì cái van hai lá, đối với van hai lá cơ học thôi, chứ còn van động mạch chủ thì nó cũng còn, cũng thực ra là siêu âm tim qua thực quản nó cũng không phải là một cái rất là dễ đâu. Nhưng mà đối với van hai lá nhân tạo thì được siêu âm tim qua thực quản nó sẽ có một cái lợi thế rất là rõ ràng so với tim qua thành ngực. Vì sao? Vì nó tiếp cận ngay ở mặt sau của nhĩ trái và cái nó rất là gần với cái van, nó không bị những áp tiêu khác từ ngoại thành ngực vào, cho nên các bạn nhìn thấy cái hoạt động của van rất là rõ. Đánh giá các tổn thương sùi, áp xe và của tổ chức dưới van, thì cả đối với van tự nhiên và van nhân tạo thì siêu âm tim qua thực quản có cái độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn, và cái giá trị chẩn đoán của nó tốt hơn là siêu âm tim qua thành ngực trong đánh giá các cái tổn thương sùi và áp xe. Đối với bệnh nhân có chấn thương nặng ở vùng ngực này, bệnh nhân có thông khí nhân tạo, bệnh nhân có lồng ngực hạn chế, rồi có những bệnh nhân mà ví dụ như là đang nằm hồi sức tích cực, đang có thở máy, đang có vì rất là nhiều yếu tố mà không thể nằm nghiêng được, không thể để bệnh nhân nằm nghiêng sang trái để có được cái hình ảnh siêu âm tim thành ngực nó tối ưu, thì lúc đó chúng ta cũng có thể thay thế bằng siêu âm tim qua thực quản. Hoặc là những bệnh nhân đang mổ, thực ra thì ở các cái trung tâm nước ngoài khi mà người ta mổ sửa van, hoặc là đặc biệt là với mổ sửa van thì thông thường bao giờ cũng có siêu âm tim qua thực quản trong khi mổ, để người ta đánh giá cái kết quả ngay lập tức tại chỗ của cái phẫu thuật sửa van. Thì trong những tình huống đấy thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái siêu âm tim thực quản như là cái lựa chọn đầu tiên. Đây, cái này thì vừa nói ban nãy rồi, tức là tất cả các ca mổ tim hở thường thì là cũng không phải là tất cả các ca mổ tim hở đâu, về lý thuyết là như vậy, nhưng thông thường là đối với các ca mổ sửa van và một số ca mổ thay van thì là người ta cũng làm thực quản sau mổ, trong mổ đấy, vì như thế thì sẽ phát hiện ra ngay những cái nó chưa được, tức là cái phẫu thuật nó có một cái gì đấy nó chưa tối ưu, kể cả vị trí van rồi cái thuật sửa, hoặc là cái mức độ tồn lưu của răng hở vẫn còn nhiều, thì là để chúng ta có phẫu thuật viên sẽ có một cái xử lý ngay. Và nếu mà làm được cái điều đó thì nói chung là sẽ tốt hơn. Tốt hơn là sau khi đã đóng ngực rồi, chuyển về phòng hồi sức rồi, thấy những cái bất thường với huyết động, sau đó chúng ta mới phải chuyển bệnh nhân đi mổ lại. Nhưng mà vì một số cái điều kiện cho nên ở Việt Nam thì chưa làm được cái này, nhưng mà thực ra thì ở nước ngoài thì họ làm cái này thường quy trong mổ. Trong một số phẫu thuật không phải ở tim, nhưng bệnh nhân có tiền sử hoặc là nghi ngờ có bệnh lý tim mạch có thể ảnh hưởng đến cuộc mổ. Một cái nhóm chỉ định nữa của siêu âm tim qua thực quản là siêu âm tim thực quản hướng dẫn cho các cái can thiệp tim mạch. Cái này chắc là nếu mà các bạn đang đi học ở đây và nghe các cái giai ban lâm sàng buổi sáng thì cũng thấy nhiều rồi. Siêu âm tim qua thực quản thì sẽ chuẩn bị cho các thủ thuật can thiệp nong van hai lá, vít dù thông liên nhĩ, thăm dò LVS, chuẩn bị cho các can thiệp qua van, ví dụ như là làm đặc biệt là cái mitra clip thì cái siêu âm thực quản, siêu 4D qua thực quản nó sẽ rất là có vai trò, nó hướng dẫn cho thủ thuật, hoặc là gần đây là cái mít tiểu nhĩ trái. Còn AVI thì thực ra thì cái thực quản cũng không quá là có vai trò quan trọng, người ta chủ yếu người ta vẫn dựa vào cái MSCT động mạch chủ. Cũng giống tương tự như với siêu âm với trong mổ thì siêu âm tim qua thực quản có thể sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ thuật, chuẩn bị cho thủ thuật nhé. Hai cái ý này nó không hề trùng lặp với nhau. Ý thứ nhất là chuẩn bị cho thủ thuật, tức là để đánh giá
cấu trúc giải phẫu này, kích thước này, rồi là tiên lượng có phù hợp, bệnh nhân có phù hợp cho thủ thuật hay không, kích thước của các dụng cụ đưa vào. Thế còn cái chỉ định thứ hai, nhóm chỉ định thứ hai là dùng trong quá trình thực hiện thủ thuật, tức là ngay trong trong thủ thuật để chúng ta đánh giá cái kết quả của cái thủ thuật đấy. Cách đây khoảng độ mười mấy năm, vào khoảng năm 2002, 2003, khi lần đầu tiên ở đây giáo sư Lân Hiếu tiến hành rất là nhiều cái ca vít thông lên nhĩ, thì những cái ca đầu tiên là chúng tôi có vào làm cái siêu âm tim thực quản trong ở trong phòng cath lab. Nhưng mà về sau đấy thì nhận thấy là nó cũng hơi cồng kềnh và vướng, khi mà để bệnh nhân ở trên cái bàn đấy xong rồi lại vừa chụp và vừa phải làm thực quản thì nó cũng vướng. Và sau này thì anh Lân Hiếu anh cũng có một cái sáng kiến, tức là sẽ sử dụng siêu âm tim thành ngực để soi, để xem vị trí ví dụ nó có cố định tốt chưa, hoặc là có dòng sân hay không. Và sau đấy thì cái đề tài đấy là, tức là chỉ một cái đề tài rất là đơn giản, do điều kiện Việt Nam gọi là còn đang phát triển, là chỉ là sử dụng là dùng siêu âm tim qua thành ngực để thay thế cho siêu âm tim qua thực quản trong cái vít dù thông minh nhĩ này. Và cái đề tài đấy tôi nhớ là hồi đấy là đi báo cáo ở mấy nước và được giải đặc biệt là kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ. Một cái nhóm chỉ định thứ ba là siêu âm tim thực quản trong các trường hợp mà bệnh nhân cần chăm sóc tích cực. Cái này thì cũng đã trình bày với các bạn ở trên rồi. Ở đây nó có một cái mà lưu ý với các bạn trên cái thực tế lâm sàng, có thể là các bạn đi trực, đi làm việc sau này các bạn sẽ gặp, tức là trong những trường hợp mà bệnh nhân không thể tiến hành làm, tức là bệnh nhân vào viện vì là rất là nặng, là nhất là hai cái nhóm chỉ định mà hay gặp nhất chính là cái kẹt van hay lá nhân tạo hoặc là tách thành động mạch chủ. Thì hiện tại thì chúng ta vẫn còn đang hơi bị tức là ít khi mà sử dụng đến cái này. Nhưng mà thực ra có một cái, nếu như bệnh nhân rất là nặng vào mà nằm xong phải hồi sức tích cực, phải thở máy này, hoặc là đang có một cái suy thận rất là tiến triển, rất là hay gặp trong bệnh nhân tách hạch động mạch chủ, mà đã có những làm cho người bác sĩ lâm sàng có những cái mối quan ngại khi mà phải gửi bệnh nhân đi để chụp MSCT, thì người ta có một cái kỹ thuật mà thực ra là ở nước ngoài được làm khá nhiều, nhưng mà Việt Nam thì cũng chưa được tiến hành nhiều lắm, tức là làm siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim qua thực quản thì ban nãy chúng tôi có minh họa với các bạn là khi mà cái mặt cắt đưa vào ở cái mặt cắt phía trên mà đi ngang qua các cái khung động mạch chủ ấy, chúng ta quay vuông góc thì chúng ta có thể nhìn thấy, đánh giá được cái động mạch chủ lên từ động mạch xuất phát, kể cả đoạn quay và kể cả đoạn xuống, thì mình hoàn toàn có thể chẩn đoán được một cái là tách thành động mạch chủ tiếp A, tức là cái chỉ định mà có cần phải mổ cấp cứu hay không đối với những bệnh nhân mà đang phải nằm chăm sóc tích cực. Thế nếu mà giao ban ở sau này thấy Hùng của bạn là bây giờ bệnh nhân nặng như thế này, có suy thận tiến triển này, đi chụp rất là quan ngại hoặc là không chuyển đi được, thì là các bạn sẽ nhớ đến là chúng ta sẽ có một phương pháp để chẩn đoán, đó chính là làm siêu âm tim qua thực quản. Cái giá trị chẩn đoán của nó cũng khá là cao. Theo một số nghiên cứu của nước ngoài thì giá trị độ nhạy và độ đặc hiệu của nó cũng rất là cao. Cái này thì nó cũng là một cái bảng ở nằm trong cái nó sẽ liên quan đến những nhóm chỉ định vừa rồi đấy. Tôi sẽ lấy nguyên cái bản dịch của cái guideline năm 2013 này nhé. Yeah. Đấy, để cho các bạn đọc rõ đúng không? Thế thì là chúng ta sẽ có những cái nhóm mức độ phù hợp sử dụng như thế. Cần phải đọc không nhỉ? Hay là các bạn tự đọc nhé. Tự đọc trên màn hình xong, nếu có điểm nào mà không thấy, không hiểu thì... Cũng chỉ là nhắc lại của những cái phần trước thôi. Tại sao nó lại có một cái bảng này? Là bởi vì là ngay kể cả trong những cái ở nước ngoài người ta cũng thấy là có những trường hợp mà siêu âm tim qua thực quản đã bị gọi là lạm dụng chỉ định ấy, làm nó gọi là bị chỉ định hơi quá một chút, cho nên là cái mức độ phù hợp, tức là nó sẽ làm cho những cái với những cái trường hợp như thế này thì cái chỉ định làm siêu âm tim thực quản, nó cái kỹ thuật siêu âm tim thực quản nó thực sự nó tỏ ra là có cái giá trị ưu việt hơn hẳn so với siêu âm tim qua thành ngực. Cho nên đối với những trường hợp này thì chúng ta sẽ nghĩ đến siêu chỉ định siêu âm tim thực quản như là một cái chỉ định đầu tiên, hoặc là chỉ định phải phối hợp với siêu âm tim qua thành ngực, vì trong đối với những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ thấy được là có cái giá trị ưu việt.
Đây thì chúng ta vẫn tiếp tục phù hợp này là khi chúng ta đánh giá các cấu trúc và chức năng của van tim để xem có phù hợp với chẩn đoán không. Chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trong một số các cái tình huống đặc biệt như viêm tụ cầu, nấm, van nhân tạo, dụng cụ nhân tạo trong tim. Tìm nguyên nhân thuyên tắc huyết khối từ tim nếu như không tìm thấy nguyên nhân từ các nơi khác. Trong các bệnh nhân rung cuồng nghĩ để đánh giá huyết khối phục vụ cho các chỉ định là điều trị chống đông, sốc điện trước khi là sốc điện chuyển nhịp. Các cái chỉ định này thì các bạn đi lâm sàng nhiều thì cũng sẽ thấy là đã khá là rõ ràng. Còn một cái nhóm nữa, cái nhóm thứ 9 tôi muốn nhắc lại là gì? Tìm nguyên nhân thuyên tắc từ tim trong những trường hợp mà bệnh nhân đã có tiền sử thăm khám trước và không tìm thấy nguyên nhân thuyên tắc ngoài tim. Thực ra thì là có một số trường hợp bệnh nhân mà tai biến mạch máu não ở cái đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi thì các bạn đi sẽ thấy là chúng ta đôi khi chúng ta sẽ chỉ định siêu âm tim vô thực quản để làm gì? Để chúng ta tìm xem là có tắc mạch thường hay không. Nếu mà như là chúng ta đã đối với những bệnh nhân mà trước đấy có tai biến, có chỉ định có tai biến mạch máu não mà chúng ta không tìm thấy nguyên nhân thuyên tắc ở đâu khác cả, chúng ta không ở cái đối với tượng bệnh nhân trẻ tuổi không có xơ vữa mạch, không có hẹp mạch, không có cái huyết khối, không có cái nguồn huyết khối trên bên tim trái, thì có một cái nhóm chỉ định là chúng ta sẽ làm xem thực quản để tìm xem là có cái tắc mạch bình thường do cái huyết khối nó đi từ bên phải qua bên trái qua cái PFO hay không. Thế thì nói đến phù hợp rồi thì sẽ có một cái nhóm chỉ định không phù hợp. Tức là sao chúng ta sẽ không sử dụng siêu âm tim thực quản thường quy cho các bệnh nhân đã có chẩn đoán và có hướng điều trị thích hợp. Nếu mà chúng ta có với siêu âm tim qua thành ngực, chúng ta không chỉ định siêu âm tim qua thực quản để tầm soát lại các cái kết quả siêu âm tim thực quản trước đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải tầm soát lại. Tức là không chỉ định bệnh nhân gọi là liên tiếp các cái siêu âm tim qua thực quản để gọi là screening bệnh nhân. Nếu mà trước đấy chúng ta đã mà những cái này ít có giá trị lâm sàng để đánh giá lại tình trạng tích mạch phổi sau khi điều trị cô lập các tích mạch phổi, không dùng siêu âm tim thực quản như một biện pháp chẩn đoán hình ảnh thường quy cho viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và các dữ liệu chẩn đoán trước đó ít nghi ngờ. Cái này trên thực tế là chúng tôi cũng thấy là vẫn bắt gặp. Mình khi mình đọc sách của nước ngoài mình mới thấy là sao mà họ giỏi thế, bởi vì là các bác sĩ rất hay, trên thực tế cũng vẫn có trường hợp này, không hề nghi ngờ là trên lâm sàng trước đây cũng không hề có bản thành ngực mấy bản để trả lời là không có sùi, kết quả các cái marker viêm cũng không phải là nghi ngờ rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng thấy trên thực tế là không hiểu để làm sao mà lại cứ ví dụ như là có một cái hở hoặc là có một cái sốt thì lại vẫn chỉ định siêu âm tim qua thực quản để tìm sùi, mặc dù tất cả các cái mấy bản thành ngực đều không có vấn đề gì, hoặc là những cái marker nó không chỉ định đến cái đó. Thì đấy cũng là một cái loại cái nhóm chỉ định mà không phù hợp. Vì nhiều khi sốt kéo dài nó còn nằm trong rất là nhiều bệnh cảnh khác. Mà trên lâm sàng và thực tế là mình rất hay gặp cái này này. Tức là ở các khóa khác cũng thế thôi, sau một thời gian sốt kéo dài, thậm chí không phải là quá kéo dài, khoảng độ 5-7 ngày gì đấy thôi, mà các cái bằng chứng về viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn không hướng đến nhiều đâu, nhưng mà vẫn chỉ định để tìm sùi. Đấy là một nhóm chỉ định không phù hợp. Mà thực tế là cái này nó có gặp trên lâm sàng chứ không phải là không có. Ví dụ như các bệnh nhân tìm nguyên nhân thuyên tắc tại tim nhé, khi các bằng chứng nguyên nhân thuyên tắc tại nơi khác đã tìm thấy thì cái này thì các bạn hiểu rồi. Còn có một cái nữa là chỉ định cho các bệnh nhân rung cuồng nghĩ mà chỉ để quyết định có điều trị chống đông hay không, thì là chúng ta nếu như mà chúng ta có bệnh nhân rung cuồng nghĩ vào viện nhưng mà chúng ta có chỉ định chuyển nhịp, tức là chúng ta có thể là sốc điện chuyển nhịp, thì chúng ta cũng phải làm thực quản để tìm tầm soát cho cái huyết khối, hoặc là chúng ta có chỉ định làm thăm dò đấy, đốt dung nhĩ ở trên thì chúng ta mới có chỉ định làm xem tim qua thực quản. Còn nếu mà bệnh nhân chỉ rung cuồng nghĩ đơn thuần và để quyết định là có phải điều trị chống đông thì chúng ta không có cái chỉ định làm xem tim qua thực quản trong cái trường hợp này. Là tôi đã trình bày hết cái phần chỉ định nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ hai là cái chống chỉ định của siêu âm tim qua thực quản. Chống chỉ định của siêu âm tim qua thực quản thì có những cái chống chỉ định tuyệt đối khi bệnh nhân đang có thủng tạng, có bệnh lý gây chít hẹp thực quản, có tổn thương rách thủng thực quản, khối u thực quản, túi thừa thực quản và xuất huyết tiêu hóa trên đang tiến triển. Cái này thì nó cũng rất dễ hiểu và nó cũng logic thôi, bởi vì là các bạn đã nhìn thấy cái video mô phỏng cái quá trình cái đầu dò đi vào rồi. Thì nếu mà trong cả cái quá trình nó đi như vậy mà trên cái đường đi của cái đầu dò mà bệnh nhân có những cái bệnh lý như thế này hoặc là những chấn thương rách thủng thì nó sẽ làm cho cái này nó sẽ nặng thêm rất là nhiều. Các cái chống chỉ định tương đối của kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản thì sẽ gồm có, thứ nhất là bệnh nhân có tiền sử điều trị tia xạ ở vùng cổ và xương ức, tiền sử phẫu thuật đường tiêu hóa trên, có xuất huyết tiêu hóa trên gần đây, có bệnh lý Barré thực quản,
tiền sử có nuốt khó, có hạn chế vận động của vùng cổ. Có bệnh nhân có những cái bệnh lý cuộc sống mà bệnh nhân không thể quay, không thể gập cổ được ấy, thì là đôi khi cái đầu dò thực quản nó đưa vào một bệnh nhân cứng ấy, người ta không uốn cái mềm mại cái đầu dò thực quản, có thể gây chấn thương và gãy cái đầu dò trong cái thực quản người ta. Đang có giãn tĩnh mạch thực quản, bệnh lý viêm thực quản, xuất huyết tiêu hóa đang tiến triển, hoặc có bệnh lý đông máu và xuất huyết giảm tiểu cầu. Ở những trường hợp chống chỉ định tương đối này, những cái tuyệt đối thì chúng ta là không chỉ định rồi. Còn đối với những cái chống chỉ định tương đối này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc trên cái tình huống thực tế lâm sàng, chúng ta sẽ phải cân nhắc giữa cái lợi ích về sự cần thiết của kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản với những cái chống chỉ định tương đối này. Và cái này là nó cũng rất là thực tế đấy, chứ không phải nó chỉ là nói chuyện lý thuyết đâu. Chúng tôi đã từng gặp có những bệnh nhân mà có tiền sử nuốt khó hoặc là có tiền sử giãn tĩnh mạch thực quản, vừa mới điều trị xong vòng trước đấy khoảng độ mấy tháng thôi, nhưng mà sau đấy thì người ta có cái chỉ định làm siêu âm tim qua thực quản. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc nếu mà có rất là cần thiết phải làm siêu âm tim qua thực quản không. Và trên một số trường hợp cụ thể là trước đây chúng tôi, trước khi mà chúng tôi làm cái kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản này, thì đã phải yêu cầu là đi soi lại, nội soi lại cái thực quản và dạ dày, và xin cái ý kiến của bác sĩ ở bên tiêu hóa xem cái huyết áp đã ổn định chưa và có ảnh hưởng đến quá trình đấy hay không. Tất cả những cái này nó cũng rất là thực tế. Thế thì cái biến chứng của siêu âm tim qua thực quản thì trên đây là cái hình ảnh, nó sẽ minh họa là cái quá trình mà cái đường đi của cái đầu dò nó đi đến đâu thì nó sẽ gây biến chứng ở đấy. Bắt đầu từ môi thì các bạn sẽ bị chấn thương, đầu tiên là răng, có thể rơi mất cái răng giả ra, và cái này cũng nguy hiểm. Cho nên tại sao trước khi mà làm siêu âm tim thực quản, các bác sĩ bao giờ cũng phải hỏi bệnh nhân là có răng giả hoặc là có cắn cái hàm giả không, bởi vì nó rơi như đấy ra, có thể nó rơi vào đường hô hấp và nó gây nghẹt, chấn thương răng, chấn thương môi. Đây ở vùng hầu họng thì chúng ta có thể là gây loét hoặc là gây thục. Khi vào trong này thì chúng ta cũng có thể gây loét, gây thủng. Nhưng mà thực ra thì đây là gọi là chúng ta liệt kê ra như vậy thôi, nhưng mà thực ra là cái kỹ thuật được siêu âm tim qua thực quản thì nó khá là an toàn. Nói chung là cái rất là thấp, biến chứng thì rất là thấp. Chỉ đây các bạn nhìn thấy đây là có 0,2% thôi, tỷ lệ tử vong thì là 0%. Từ trong bao nhiêu năm làm rồi thì chúng tôi cũng chưa gặp một cái biến chứng nào quá nghiêm trọng cả, nếu mà chúng ta trước đây chúng ta tôn trọng các chấm chỉ định và chúng ta cân nhắc rất là kỹ các cái chấm chỉ định tương đối. Nhưng mà chỉ có gặp biến chứng có gặp là bệnh nhân bị ngủ sâu quá do chúng ta bơm thuốc gây tê tại chỗ quá liều, và thực ra thì cũng không gọi là biến chứng mà đúng hơn là gọi là problem. Ta tóm lại là phải bệnh nhân thì đi xuống tự xuống làm thực quản, nhưng mà đến lúc về thì phải bốn người khênh lên vì ông rất là béo, và hồi đấy thì nó chưa có cái thang máy cho nên là ôm ông lên xe 2 cho ông ngủ tiếp. Thì đi cái cầu thang thường thì là phải bốn người bê ông lên vì ông rất là nặng. Thì các cái biến chứng mà có thể đề cập đến là còn có chảy máu nghiêm trọng này, thủng thực quản này, đưa nhầm đầu dò vào khí quản. Cái này thì chắc là cũng ít thôi, thì vì người ta ho sặc sụa biết ngay. Có các cái chảy máu nhỏ vùng hầm họng, các chấn thương răng môi và ảnh hưởng nuốt khó sau thủ thuật và khàn giọng. Cái này thì gặp này, ảnh hưởng nhiều bệnh nhân sau cái thủ thuật ấy. Nếu mà chúng ta đưa cái đầu dò một cách quá thô bạo thì sau đấy bệnh nhân sau thủ thuật bệnh nhân sẽ nuốt khó, sưng nề vào cái vùng hầu họng và nuốt khó và khàn giọng. Có những người thì cái ảnh hưởng nó phải kéo dài đến khoảng mấy ngày, không phải là một vài người thì sau một vài tiếng nó hết, nhưng mà có những người thì mấy ngày. Có hai cái biến chứng sau là nếu mà cái phản ứng co thắt vùng hầu họng và co thắt phế quản thì là có thể gặp, nếu như mà cái thủ thuật chúng ta đưa nó quá thô bạo ấy. Cho nên là trong cái quá trình làm thì là chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn các cái phương tiện, thì nếu mà có những cái biến chứng này xảy ra thì chúng ta có thể xử lý được ngay. Một cái nhóm nữa là lên cơn kích thích nhịp tim nhanh, suy tim, vì cái đầu dò thực quản nó đi ngay sát ở đằng sau của nhĩ trái, cho nên chúng tôi đã xử lý những cái biến chứng này. Và rồi khi mà người bác sĩ làm siêu âm tim qua thực quản thì luôn luôn phải sẵn sàng, bởi vì là cái này cũng hay gặp này, khi người ta kích thích nhất là trên những bệnh nhân mà bệnh van tim nặng hoặc là suy tim, thì khi mà nó cái kích thích ngay sát ở thành sau của nhĩ trái nhưng chúng ta lại cho cái đầu dò chúng ta quay quái lâu một chút thì nó sẽ là khởi phát lên cơn rung nhĩ nhanh, và lúc đấy thì là cũng phải chuẩn bị sẵn, chúng ta sẽ phải xử trí. Cũng hay gặp cái đấy và trong lúc mà nếu mà bệnh nhân mà đã suy tim, nhất là những ông suy tim nặng mất bù, thì khi mà lên cái cơn rung nhĩ nhanh như vậy thì chúng ta cũng phải có cái xử trí kịp thời, nếu không thì người ta sẽ nhanh chóng suy sụp huyết động và cái tình trạng nó sẽ nặng lên. Về mặt trang thiết bị và nhân lực thì máy siêu âm tim có đầu dò thực quản này nên làm ở một phòng thủ thuật riêng rộng tối thiểu 20m², có thông khí tốt, có nguồn cung cấp oxy, tức là có cái đầu oxy để mà thở oxy đấy, có phương tiện cấp cứu đặt nội khí quản,
có phương tiện cấp cứu hồi sinh tim phổi và theo dõi liên tục gồm có SpO2, điện tâm đồ và huyết áp của bệnh nhân, để nó phục vụ, để chúng ta đề phòng, để theo dõi và để phục vụ cho việc chúng ta sẽ cấp cứu tạm thời, cấp cứu kịp thời khi mà xảy ra những cái biến chứng mà tôi vừa đề cập lúc trên ấy. Kíp làm siêu âm tim qua thực quản thì về lý tưởng sẽ gồm có 3 người. Ở một số các cái kíp chuyên gia ở nước ngoài sang thì họ gồm có 3 người. Là một cái người lại làm siêu âm tim qua thực quản, tức là bác sĩ thì sẽ cầm đầu dò, kỹ thuật viên thì chỉ bấm máy thôi. Còn y tá và hoặc là một kỹ thuật viên thì sẽ ngồi để tiêm truyền này, đặt đường truyền này, rồi là theo dõi bệnh nhân thông khí và sẽ trợ giúp khi mà cần cái cấp cứu, khi mà cần cấp cứu cơ bản. Nhưng mà ở hiện tại ở viện tim mạch thì đang sử dụng một cái mô hình là kíp chỉ có 2 người thôi. Bác sĩ sẽ vừa đẩy đầu dò vào, vừa phân tích các hình ảnh và đồng thời vừa điều khiển máy luôn. Thế còn là ở một số cái trung tâm ở nước ngoài thì là người ta sẽ sử dụng là, tức là một cái người mà rất là hiểu biết về máy và chỉ có ngồi bấm thôi. Ông bác sĩ ông chỉ có mỗi việc đẩy cái đầu dò vào, quay các vị trí và sẽ yêu cầu là ví dụ tôi cần hình ảnh này rõ hơn, tôi cần tối ưu hóa hình ảnh góc này góc nào góc kia, tôi cần 4D, tôi cần các cái kỹ thuật, thì người ta một người sẽ chỉ chuyên môn bấm máy. Thực ra thì cái mô hình này cũng là tối ưu, vì trên thực tế khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi thấy là nếu mà giữ cái đầu dò thực quản này xong một tay mình mới phải vươn ra để bấm, thì đôi khi là cái đầu dò mình giữ không được chặt và cái hình ảnh nó không được tốt. Mà nếu mà như thế thì bệnh nhân rất là khó chịu. Các bạn cứ tưởng tượng là ngậm một cái ống to đùng như thế ở trong cổ và rất là lâu như thế, mà cái thời gian kéo dài làm siêu âm tim thực quản càng lâu thì bệnh nhân sẽ càng khó chịu, rất khó chịu. Đây là cái hình ảnh mô tả một cái quy trình đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ông bác sĩ sẽ cho đầu dò vào và phân tích các hình ảnh, còn kỹ thuật viên sẽ đứng ở bên này và chỉ chuyên môn bấm để phục vụ cái yêu cầu của ông bác sĩ. Còn đây người thứ ba thì không thấy, nhưng mà đây vẫn có cái bàn tay đây, chứng tỏ là đây là một cái mô hình mà cái kíp làm việc mà để hoàn hảo của cái teamwork. Chuẩn bị bệnh nhân thì chúng ta cần nhịn ăn và uống tối thiểu trước 4 tiếng, lý tưởng nhất là 6 tiếng trước khi làm thủ thuật. 6 tiếng thì đảm bảo tất cả mọi cái thức ăn ở trong dạ dày được tiêu hóa hết và chuyển xuống để chúng ta không ảnh hưởng gì. Đối với những bệnh nhân mà nhịn sâu kỹ trước 6 tiếng ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cái mặt cắt thực quản qua dạ dày như mà nãy tôi mô tả đấy, tôi đẩy rất sâu vào trong dạ dày và bệnh nhân không khó chịu. Thứ hai là tại sao cần phải nhịn ăn thế này, bởi vì nếu mà trong dạ dày mà còn có thức ăn ấy, chúng ta khi mà chúng ta đưa cái đầu dò vào thực quản, nhất là đưa sâu xuống một chút gần cái tâm vị ấy, là sẽ kích thích của bệnh nhân buồn nôn. Mà trong trường hợp bệnh nhân đang nằm như vậy mà lại nôn ra thì cái sắc thức ăn và trào ngược vào đường thở là rất là cao, gây những cái biến chứng. Cho nên là chúng ta phải để bệnh nhân nhịn ăn, nhịn uống. Những cái trường hợp đặc biệt thì là đối với những đang dùng các cái thuốc điều trị đặc biệt thì vẫn có thể uống thuốc với một chút nước, nhưng mà không ít hơn 2 tiếng trước thủ thuật. Nếu mà các bệnh nhân mà đái tháo đường thì nếu mà bệnh nhân mà nhịn ăn nhịn uống lâu như thế này thì chúng ta sẽ cân nhắc cái tình trạng của bệnh nhân. Nếu cần thì chúng ta, nếu mà đang phải dùng cái liều insulin về, nhưng mà tiêm giải rác có nhiều hoặc là đang truyền insulin liên tục ấy, thì chúng ta phải có cung cấp đường truyền, bởi vì yêu cầu người ta nhịn ăn lâu như vậy thì người ta có thể gặp cái biến chứng là hạ đường huyết. Có một số trường hợp nếu mà quá cần thiết thì có thể tiến hành thủ thuật nhanh gọn với các thuốc chống nôn tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên là đấy là trên lý thuyết thôi, chứ còn trên thực tế thì chúng ta cũng chưa phải làm ngay bao giờ. Về mặt chuẩn bị bệnh nhân thì các bạn cần phải giải thích rõ về các biến chứng và nguy cơ cũng như là yêu cầu của thủ thuật, hướng dẫn chuẩn bị thủ thuật cho bệnh nhân, nghiên cứu chuẩn bị có lịch hẹn, checklist trước thủ thuật và kiểm tra lại, giải thích và ký kết các mẫu phiếu cam đoan. Cái này thì nó là phần gọi là quy trình chuẩn thôi. Cái này thì viện tim mạch cũng đang làm, có cả bản checklist, có cái hướng dẫn phát và có cái bản kiểm tra giải thích và ký kết. Cái này hoàn toàn chúng tôi làm ở viện tim mạch thì làm rất là tốt. Một cái vấn đề tiếp theo là gây tê tại chỗ và an thần. Thì thông thường các bệnh nhân đều cần có gây tê vùng hầu họng bằng các thuốc dạng gel xịt hoặc là an thần nhẹ đường tĩnh mạch. Có một số trường hợp, nhất là với trẻ con rất là nhỏ hoặc là người già mà họ đang có cái tai biến mạch não, họ không tỉnh, họ kích thích, họ không hợp tác với mình, thì có thể chúng ta sẽ cần gây mê ngắn. Gây tê tại chỗ thì là sử dụng lidocaine hoặc là silocaine dạng xịt. Nếu mà bạn nào mà có điều kiện sang phòng siêu âm thì sẽ nhìn thấy là các bạn ấy sẽ làm, đây là những cái này là hoàn toàn là làm theo quy trình đấy. Hiện tại cái quy trình này cũng đang được áp dụng tại viện tim mạch. Thường là 2 lần, gây tê tại chỗ 2 lần. Xịt thuốc 5 nhát và giữ 5-10 giây trước khi nuốt. Nếu như cái bệnh nhân này mà thì không cần ăn và uống sau thủ thuật 1 tiếng. Tại sao lại thế nhỉ?
Nếu như bệnh nhân mà có xịt lidocaine tại chỗ thì phải không ăn và uống sau thủ thuật 1 tiếng. Tại sao lại thế nhỉ? Cho đỡ chán. Đúng rồi, bởi vì là cái tác dụng của thuốc gây tê phải sau đến 2 đến 4 tiếng nó mới hết hoàn toàn. Thế cho nên là bệnh nhân có hoàn toàn tê họng. Thế cho nên là không cho bệnh nhân ăn uống sau đấy vì có thể giảm người ta sẽ không có phản xạ nuốt đâu. Khi mà cái thức ăn đã vào đến cổ họng rồi nhưng người ta vẫn còn hoàn toàn tê. Cho nên là có thể người ta không nuốt kịp thời. Còn thức ăn nóng thì phải sau 4 tiếng thì sao? Bởi vì là có khi là quá nóng bỏng nhưng người ta cũng không phát hiện được, người ta cứ nuốt thì đâm ra là nó sẽ bị bỏng. Thuốc an thần viêm tĩnh mạch ở đây thì thường dùng là midazolam hoặc diazepam. Thì có thể cái liều thì rất là nhỏ thôi, chỉ 1 đến 2 mg đường tĩnh mạch trước khi làm thủ thuật. Sau khi đưa đầu dò vào qua thực quản thì sau khi mà trước đấy thì chúng ta có thể cho một chút thôi, hoặc là thêm một chút xíu nữa để cho bệnh nhân quá lo lắng thôi. Còn sau khi mà đã đưa đầu dò ổn định vào trong thực quản rồi, nếu bệnh nhân vẫn kích thích thì chúng ta sẽ đưa thêm, cho thêm, sẽ chúng ta sẽ cho từ từ mỗi lần 1 đến 2 mg một lần, nhưng tổng liều thì không quá 10 mg, để làm sao cho bệnh nhân cảm thấy đỡ cái kích thích, đỡ cái khó chịu, đỡ cái cồn cào và cái phản xạ buồn nôn của người ta, nhưng mà vẫn phải giữ đủ cái sự tỉnh táo cần thiết. Thế sau khi mà khi dùng an thần thì nhất là đối với những đối tượng người già ấy, người già hoặc là người mà có suy chức năng gan thận, tức là cái đào thải thuốc gây mê của người ta nó kém hơn người bình thường, thì chúng phần có người theo dõi chặt bệnh nhân đến tận 12 tiếng sau thủ thuật. Và trong cũng khuyến cáo là sẽ tránh lái xe, vận dụng máy móc, bệnh nhân nên có người đưa đến. Nếu bệnh nhân ở ngoại trú thì nên có người đưa đến, không nên tự đi về một mình sau khi thủ thuật, bởi vì có thể nếu mà dùng cái an thần đường tĩnh mạch thì có thể bệnh nhân không quá là ngủ đâu, nhưng người ta vẫn ngây ngật và vẫn có cái phản xạ là chóng mặt hoặc là hơi ngây ngật một chút, không tỉnh táo hoàn toàn. Thế thì bây giờ tôi sẽ được trình bày qua một chút về cái quy trình bắt đầu làm. Thì sau khi mà đã tiến hành các bước chuẩn bị chu đáo thì chúng ta sẽ giải thích lại một lần nữa cho bệnh nhân này. Chúng ta sẽ kiểm tra bệnh nhân xem có mang dụng cụ răng dạ, có thể tháo lắp không. Bệnh nhân sẽ nằm ở tư thế nghiêng trái, đầu hơi gập nhẹ vào thành ngực, để cho cái giống như cái tư thế mà các bạn sẽ dùng để đặt xong dạ dày bình thường ấy, để cho cái đưa cái đầu dò vào nó được dễ dàng nhất. Cho bệnh nhân cắn dụng cụ chẹn răng để bảo vệ cái đầu dò. Cái dụng cụ chẹn răng này là để bảo vệ cái đầu dò, thì trong quá trình mà mình đưa đầu dò vào, bệnh nhân có thể người ta kích thích dãy dụ, người ta cắn cái đầu dò thì sẽ hỏng cái đầu dò đấy. Khi mà đưa đầu dò vùng hầu họng thì cố gắng là sẽ nói bệnh nhân, thông thường các bạn sẽ thấy là các bác sĩ hay nói bệnh nhân nói a liên tục và hạ thấp lưỡi. Khi người ta nói như thế thì nói a, mở to miệng nói a là cái gốc lưỡi người ta sẽ hạ thấp xuống, thì mình sẽ không bị vướng khi mà đưa cái đầu dò vào. Sau đó thì cho đầu dò và đề nghị bệnh nhân phối hợp nuốt. Đấy. Thường là khi đầu dò đưa vào thì sẽ được bác sĩ uốn cong nhẹ một góc 60 đến 80 độ để thuận tiện cho việc đưa qua vùng hầu họng. Nhưng mà tất cả cái động tác này thì cố gắng là đưa rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thì làm sao? Nhất là đưa nhẹ nhàng thì tránh chấn thương cho bệnh nhân. Thứ hai là khi mà đưa nhẹ nhàng vào và nói bệnh nhân nói a cho chúng ta, nói bệnh nhân phối hợp nuốt với chúng ta ấy, thì cái thủ thuật nó rất rất là nhẹ nhàng. Nó không, còn nếu mà đưa một cách nhanh quá và thô bạo quá thì tự nhiên nó có cái phản xạ cưỡng lại của cái vòm họng này, bệnh nhân lại cưỡng lại thì bác sĩ sẽ càng khó khăn hơn khi mà đưa cái đầu dò vào trong thành ngực. Thì đây là cái mô hình để mình minh họa cho cái thủ thuật này. Thế cái đầu dò theo một tim qua thực quản thì họ sẽ có những cái quay góc như thế kia. Thì tôi đang minh họa các hình thức, tức là nó có thể quay sang phải này, quay sang trái, quay góc, quay nghiêng sang bên trái, nghiêng, quay sang phải, quay sang trái này. Nghiêng đằng trước, nghiêng ra đằng sau, nó quặp ra đằng trước, quặp ra đằng sau này, và quay cái góc, quay được 360 độ nghiêng, nên các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh đấy. Thì ở từng cái vị trí thì chúng ta có thể quay cái đầu dò nó rất là linh hoạt, quay từng vị trí thì chúng ta nghiên cứu các cái cấu trúc, và đây là cái núm dùng để quay đầu dò. Đây là vẽ qua một cái hình thôi, tức là ví dụ như là chúng ta cái núm ở ngoài này thì là dùng để quặp tức là xoay cái núm ấy thì nó sẽ lên ra đằng trước, ra đằng sau này. Thế còn một cái núm nữa là cái núm mà để cho chúng ta nghiêng sang phải, nghiêng sang bên trái. Và còn cái hình đây là cái núm ở đây để bấm, để cho thì cái đầu dò nó sẽ quay một góc tròn là 360 độ. Thì cái nút bấm này sẽ do cái bác sĩ điều khiển tùy theo cái mà để chúng ta cần ghi hình ảnh gì thì chúng ta sẽ điều khiển. Thế thì tương ứng với cái vị trí đầu dò, vị trí ban nãy tôi đã trình bày với các bạn ấy, thì chúng ta sẽ có các cái mặt cắt cơ bản và thực quản. Thứ nhất là mặt cắt cao này, cao trên thực quản này, thì mặt cắt này chúng ta sẽ nghiên cứu đây này, các cái cấu trúc của động mạch chủ này, thế cái hình cắt của nó đây này,
thì các bạn sẽ nghiên cứu được động mạch trụ lên này. Nếu mà để ngang như thế này, quay đầu giò ngang như này, chúng ta sẽ nghiên cứu cả cái giải này. Còn để chúng ta quay dọc cái nón này này, quay dọc ra theo cái đầu giò thì chúng ta sẽ cắt dọc theo cái đường đi của động mạch trụ xuống ở đây. Đây là mặt cắt giữa thực quản. Mặt cắt này là cái mặt cắt mà thông dụng nhất, hay gặp nhất và phần lớn chúng ta có thể đạt được mọi cái cấu trúc ở cái mặt cắt giữa của thực quản này. Với ở cái vị trí đây mà chúng ta cắt ngang, cắt chéo, cắt dọc. Đây là mặt cắt qua dạ dày và mặt cắt sâu dưới dạ dày, đây là ở cái vị trí cao nhất ấy, ở sâu nhất đưa hẳn qua dạ dày, cần mặt cắt qua dạ dày. Vậy thì tương ứng với những cái đây tôi đang minh họa cho các bạn ấy, ví dụ như là ở một cái vị trí này. Ở một cái vị trí này nếu mà chúng ta cắt ngang này, cắt ngang qua toàn bộ các cái cấu trúc tim này, chúng ta sẽ thấy cái hình này. Đây các bạn hình dung được không nhỉ? Đây cắt ngang qua đây thì sẽ thấy cắt ngang qua ba động mạch chủ này. Nhĩ trái này, hết phải, đây là nếu mà cắt ngang qua đây này. Ngang qua vị trí này. Nhưng mà cùng cái mặt cắt này chúng ta xoay cái đầu giò nó dọc, bổ dọc ra như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là bốn buồng tim. Các bạn hình dung được không? Nó có hơi khó quá không nhỉ? Đây này, đây ở vị trí đây này, nếu mà cái mặt cắt nón của cái nón nó đang cắt ngang như thế này nhá. Đấy thì các sẽ ra được cái hình này. Đây này, cái đầu giò nó bắt đầu phát tia từ đây này, nhĩ trái này. Xong đến đây là ba động mạch chủ nó cắt ngang qua đúng vị trí này này. Xong bên này là nhĩ phải, hết phải. Nhưng mà cùng ở vị trí đấy mà chúng ta bổ dọc nó ra theo chiều dọc như thế này thì chúng ta sẽ lại ngang qua bốn buồng tim. Thì sẽ ra được cái này. Thế còn cái này thì chúng tôi đây tôi đang cung cấp cho các bạn cái hình ảnh tương xứng với cả mỗi cái vị trí của đầu giò. Đấy cái đây là mặt cắt thực quản ở giữa này. Đầu giò để ngang bao nhiêu độ này? Các bạn nhìn cái độ ở đây này, đọc cái độ ở cái vị trí này. Đây là cái độ của đầu giò này, 0 độ này. 90 độ này. Thì cái vị trí của đầu giò người ta minh họa ở đây. Và các cái mặt cắt và tương ứng với bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái cấu trúc tim mà các bạn cắt được. Đây mặt cắt dọc qua của bốn buồng tim này. Đây, vị trí đầu giò để ở đây. Và độ là 0 độ thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Nhĩ trái, thất trái, động mạch chủ và động mạch chủ bên này là thất phải. Cũng ở cái mặt cắt đấy mà chúng ta hơi lái cái đầu giò quặc ra đằng trước một chút thì chúng ta sẽ để khuất cái góc cái động mạch chủ này đi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là những trái thất trái nó mất cái van động mạch chủ và động mạch chủ lên này đi. Nó gần giống như là mặt cắt 4 buồng và 5 buồng trên thành ngực ấy. Nhưng chỉ có điều là cái mà tiếp cận của chúng ta đây là tiếp cận ngược lại. Nếu mà 4 buồng với 5 buồng trên thành ngực chúng ta để đầu giò phía này, cái nón của chúng ta sẽ mở như thế này. Thì bây giờ là thực quản nó sẽ ngược lại ở cái phía ngược lại, chúng ta sẽ đi từ trong ra. Chính vì thế cho nên là nó sẽ rất là ưu thế là nhìn những cái tổ chức ở trong nhĩ trái này. Vì nó đã áp sát ngay thành nhĩ trái, nếu như mà cái sơn đi qua thành ngực nhé, các bạn để ở đây thì nó sẽ bị hạn chế với cái thành ngực dày này, xong đến thành thất trái rồi mới đến nhĩ trái. Thì cái sơn đi qua thực quản này, cái đầu giò nó ở ngay đây, nó quan sát toàn bộ cái buồng nhĩ trái. Chính vì thế mà nó rất là ưu thế cho ví dụ như là tìm huyết khối trong buồng nhĩ này, rồi là đo các cái thông liên nhĩ này và cái van hai lá, vì nó ở cái vị trí này cho nên là quan sát nó rất là rõ, nó sẽ minh họa lại những cái gì mà tôi vừa nói ở bên trên. Thì đây thì cũng chỉ là những cái hình ảnh mà tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái đây tương xứng với từng cái vị trí giải phẫu. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái vị trí các cái cấu trúc tim đấy ở trên thành ngực. Còn đây là cái mặt cắt mà tôi nói về cái mặt cắt cao đấy, cái mặt cắt cao qua thực quản cao ấy thì chúng ta sẽ nghiên cứu được. Đây là các bạn sẽ đọc cái góc đầu giò ở đây này, để vị trí đầu giò từ khoảng độ 110 đến 120 độ, các bạn sẽ nhìn thấy quai động mạch chủ cắt ngang hoặc là cắt dọc qua quai động mạch chủ. Đây là một loạt các cái hình ảnh để minh họa từng tương ứng từng cái vị trí của cái vị trí giải phẫu của thực quản, thì chúng ta sẽ có những cái tương ứng với ở trên cái đầu giò. Cái này thì mọi người sẽ đọc nhé, ở trên bài giảng cũng đã gửi cho bên rồi, thì các bạn sẽ ngồi các bạn đọc thôi. Nhưng cái này thì mình biết vì trong cái khuôn khổ của bài đại cương thì chúng ta cũng biết như vậy. Khi nào mà chúng ta sẽ làm trên thực tế thì chúng ta sẽ nắm được nhiều hơn. Chúng ta làm trên thực tế rồi chúng ta sẽ biết được nhiều hơn. Nhưng còn bây giờ trong một cái bài đại cương này thì cái cần nhất là nắm được cái gì? Thứ nhất là những cái chỉ định, những trường hợp nào là mình nên chỉ định một cái siêu âm tim qua thực quản, cái chống chỉ định của siêu âm tim qua thực quản, những cái theo dõi và chuẩn bị bệnh nhân trước và sau thủ thuật là những cái mà ở cái tầm một cái bài đại cương các bạn nên nắm được thôi.
Còn các cái mặt cắt này thì chúng tôi cũng minh họa ở đây và các bạn hoàn toàn có thể đọc cái này trong tài liệu. Thì bây giờ ngồi kể thì rất là lâu. Thôi còn là bài giảng thì về cái phần bài giảng thì đến đấy là hết rồi. Bây giờ còn là không cần để vỗ tay đâu. Bây giờ còn một bài khúc nữa thì là có